Chương trình với khán giả NTV xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, những năm qua cùng với việc nâng cao diện phủ sóng, chất lượng hình ảnh, đổi mới nội dung chương trình truyền hình Nghệ An NTV ngày càng trở nên hấp dẫn, thân quen với nhiều người dân của nhiều miền quê trong tỉnh. Sau đây sẽ là một vài cảm nhận của người dân vùng biển Diễn Châu với sóng NTV. Từ 20 năm nay, bộ anten giàn đã gắn bó với gia đình ông Trần Văn Tố, xóm Yên Đồng, xã Diễn Vạn. Là người dân vùng biển, cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng ông luôn dành thời gian để xem đài Nghệ An. Từ đó, thu thập được nhiều kiến thức, kinh nghiệm phục vụ cho cuộc sống. Các chương trình của đài đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với gia đình. Tôi là người dân ven biển, thường xuyên xem các chương trình đài truyền hình Nghệ An. Và cũng thấy là đài truyền hình Nghệ An là phát sóng phong phú, hấp dẫn nhiều cái chương trình để cho nhân dân hiểu biết trên đài truyền hình. Và tôi cũng mong là sắp tới đài truyền hình sẽ phát sóng thêm cái thể lượng là chống cái tiêu cực để cho nhân dân đồng thuận nắm được cái việc là xã hội chung tay vào cuộc để là bài trừ cái việc là tiêu cực. Ngoài chương trình thời sự chính luận luôn được mọi người dành thời gian tập trung theo dõi, thì với một huyện có tới 70% người dân làm nông nghiệp, nên các chương trình khoa giáo hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cũng luôn được người dân Diễn Châu chú ý đón xem. Qua chương trình đã giúp người dân tiếp nhận được nhiều thông tin bổ ích, thiết thực, phục vụ cho sản xuất. Để được xem đài Nghệ An với tín hiệu tốt nhất, nên gia đình chị Ngô Thị Dương, xóm Bắc Liên, xã Diễn Kim đã mua bộ thu vệ tinh để xem truyền hình, nhất là các chương trình của NTV. Nhờ đó, gia đình chị đã kịp thời hiểu rõ các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước và nhiều cách làm hay để áp dụng vào phát triển kinh tế. Qua xem cái chương trình của đài truyền hình Nghệ An thì chúng tôi thấy các cái ứng dụng khoa học kỹ thuật của Nhà nước đưa xong cho dân để ứng dụng vào cho gia đình, có nghĩa như thế chăn nuôi lợn, chăn nuôi gà vịt. Ngoài ra, chúng gia đình chúng tôi là một gia đình chuyên nghề sản xuất muối thì đào mương sâu và cho nước thẩm thấu để đưa lại hoạt động kinh tế, đưa lại cái kinh tế của gia đình là ngay một đi lên. Từ năm 2011, từ khi Đài Nghệ An nâng cấp máy phát hình lên 20 kW thì sóng NTV đã được phủ 100% diện tích ở Diễn Châu với tín hiệu khá tốt. Bên cạnh đó, chất lượng NTV phát qua vệ tinh ngày một tốt hơn đã tạo điều kiện để nhân dân Diễn Châu đa dạng các hình thức xem NTV. Qua khảo sát sơ bộ, có tới gần 90% dân số Diễn Châu thường ngày xem chương trình của NTV. Trong đó, số dùng anten giàn chỉ khoảng 8%, truyền hình cáp VTC khoảng 10%, nhiều nhất vẫn là dùng đầu thu vệ tinh 70%. Với lượng dân số thường xuyên xem đài truyền hình Nghệ An nhiều như vậy là điều kiện hết sức thuận lợi để Diễn Châu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của mình. Người Diễn Châu xem truyền hình Nghệ An thì cũng rất phấn khởi với như vậy cái sự đổi mới, nâng cao chất lượng của đài và đặc biệt đã có hiệu ích. Và sắp tới thì chúng tôi mong rằng đài truyền hình cần quan tâm hơn nữa để giúp Diễn Châu quảng bá hình ảnh về đất nước, con người Diễn Châu, sự năng động nhanh nhẹn và của người Diễn Châu, đặc biệt là trong việc vậy là ứng dụng cái mới, tìm bước đột phá để xây dựng Diễn Châu trở thành cái đô thị loại 4. Với nhiều chương trình đa dạng thiết thực, Đài Nghệ An đang ngày càng khẳng định được vai trò không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân Diễn Châu. Từ đó góp phần làm cho bộ mặt kinh tế, văn hóa xã hội của huyện nhà ngày một khởi sắc đi lên. Trong 5 ngày từ mùng 2 đến ngày mùng 6 tháng 12 vừa qua, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phối hợp với Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ Truyền hình Đài Truyền hình Việt Nam khai mạc khóa đào tạo nghiệp vụ đạo diễn dẫn chương trình.
Mục đích của khóa tập huấn nhằm nâng cao chất lượng chương trình truyền hình của các đài phát thanh truyền hình địa phương. Tham gia khóa học gồm các biên tập viên dẫn chương trình của 6 đài phát thanh truyền hình các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được giáo viên là các đạo diễn, người dẫn chương trình có kinh nghiệm của Đài Truyền hình Việt Nam truyền đạt quy trình sản xuất chương trình truyền hình, gồm tiêu chuẩn của người dẫn chương trình thời sự, biên tập tin và lời dẫn, làm kịch bản và dẫn bản tin thời sự, công tác đạo diễn và biên tập trong sản xuất chương trình truyền hình, nhiệm vụ, vị trí đặt máy quay phối hợp, một số kinh nghiệm bấm hình, biên tập sản xuất chương trình truyền hình trực tiếp, mối quan hệ giữa đạo diễn và ekip sản xuất chương trình truyền hình, tổ chức một sự kiện truyền hình trực tiếp và thực hành ghi hình một chương trình truyền hình. Với những tình tiết hấp dẫn, bộ phim Cá Vàng hiện đang tiếp tục đến với khán giả mỗi tối vào lúc 21 giờ 15 phút. Và trong tuần tới đây thì các tập từ 25 đến 30 sẽ là những biến cố lớn đối với giám đốc Han Dong-san. Giám đốc Han Dong-yan giao toàn bộ tài sản cho Tae-jung để giải quyết vụ khiếu kiện mà không hay biết rằng ông đang rơi vào cái bẫy do chính đứa con nuôi của mình giăng ra. Tae-jung, mọi chuyện chấm dứt rồi. Giám đốc Han còn sốc hơn khi chính Tae-jung tự nhận những hành động xấu xa của mình. Sao cậu có thể làm việc này với tôi? Chúng ta phải làm gì? Giám đốc Han tỉnh lại, nhưng biến chứng do đột quỵ khiến ông không thể nhận ra bất kỳ người thân nào. Cậu đang làm gì ở đây thế? Tae-jung. Tae-jung. Toàn bộ gia sản bị tịch thu. Cả gia đình phu nhân Han không còn chỗ trú thân. Tae-jung tiếp tục trả thù dưới danh nghĩa ra tay giúp đỡ nơi ăn trốn ở. Gây ra tất cả chuyện này cho chúng ta và bố con. Lại thế rồi mẹ. Thôi đi, con cảm thấy rất có lỗi với anh Tae-jung. Sao tất cả mọi người lại chỉ đứng về phía nó thôi? Mọi người không hiểu à? Nhân lúc giám đốc Han trên đà phá sản, Tae-jung thâu tóm bệnh viện Sky. Nhưng chủ tịch Moon ngăn cản không chấp nhận. Không cần phải cảm ơn bà đâu. Dưới sự giúp sức của Moon Hyun-jin, Tae-jung đã lấy được sự đồng thuận của bà nội trong kế hoạch mua lại bệnh viện Sky. Bệnh viện Sky chính thức thuộc về gia đình chủ tịch Moon, bố vợ của Tae-jung. Tôi nghe nói Tae-jung sắp trở thành giám đốc của bệnh viện Sky. Điều đó có đúng không? Giám đốc Han trở nên lú lẫn, nhưng Tae-jung vẫn là người duy nhất ông nhận ra. Bố nhớ ra anh Tae-jung rồi à? Tae-jung, bố đói lắm. Xúc cho bố ăn đi. Phu nhân Han là người biết rõ âm mưu của Tae-jung, nhưng lực bất tòng tâm để bà chống chọi lại cậu con trai nuôi. Ngày mai, Tae Baek sẽ mang chứng cứ tới đây cho tôi để đưa đến đồn cảnh sát. Mọi người sẽ phải hối hận sau khi Tae-jung bị bắt. Thưa quý vị và các bạn, còn đối với khung giờ 20 giờ 10 phút, siêu phẩm phim truyền hình Hàn Quốc năm 2012, Mặt nạ anh hùng đã được giới thiệu cùng quý khán giả. Được chuyển thể từ bộ truyện tranh ăn khách, Mặt nạ anh hùng là bộ phim hành động hấp dẫn, đan xen những mối quan hệ tình cảm xúc động về gia đình, tình bạn, tình yêu và lý tưởng sống trong thời chiến những năm 30 với thế kỷ 20. Đạo diễn Yoon Seung-sik. Mặt nạ anh hùng thông qua hình tượng người anh hùng dân tộc Gasitan ẩn mình sau chiếc mặt nạ cô dâu vì chính nghĩa đã phải đánh đổi gia đình, người yêu, người bạn chí cốt và chính bản thân mình cho vận mệnh dân tộc. Với dàn diễn viên xuất sắc đã thể hiện thành công tính cách nhân vật từ ánh mắt, nụ cười hay cái nhếch môi bí ẩn lôi cuốn. Mặt nạ anh hùng với những pha võ thuật đẹp mắt, đậm chất dân tộc Hàn Quốc. Mặt nạ anh hùng mang màu sắc đau thương, thấm đẫm nước mắt và máu. Nhưng phim vẫn tràn ngập những giai điệu tình cảm ấm áp, ngọt ngào và vô cùng lãng mạn. Xứng đáng là siêu phẩm phim truyền hình đặc sắc, chinh phục và lôi cuốn trái tim khán giả. Các tình tiết hấp dẫn sẽ tiếp tục đến với quý vị khán giả trong các tập 9 đến 15 trong tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình với khán giả NTV hôm nay xin được kết thúc tại đây. Mọi ý kiến của khán giả dành cho chương trình xin hãy gửi về chương trình với khán giả NTV, phòng biên tập thông tin điện tử Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, số 1 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, hoặc qua địa chỉ email với khán giả ntv@gmail.com. Quý vị và các bạn cũng có thể xem lại với khán giả NTV trên trang web truyenhinhnghean.vn. Còn bây giờ, Thu Hằng xin nói lời chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.